Sư cho con hỏi để hạn chế giới về khẩu. Con đã ít nói đi và nói điều cần thiết cũng hạn chế tụ họp bạn bè. Nhưng điều này khiến người khác trở nên ghét mình. Thường những người ít nói hay bị người khác ghét. Vậy làm sao để người khác quý mình mà mình vẫn giữ được giới về khẩu? Tại gia rất khó giữ giới này. Theo quý vị thì sư nói ít hay nói nhiều? Cái nói ít hay nói nhiều á, như là âm thanh vẫn bình thường. Cái nói ít hay nói nhiều á thì nó không, nó phụ thuộc vào cái mình nói cái gì nha. Mình nói cái tầm bậy tầm bạ đó nha, thì mình nói một câu cũng là nói nhiều. Mà mình nói về chánh pháp á, mình nói một đời cũng là nói ít nha. Cho nên á, là mình ít nói không phải là nói ít, mà là không nói những lời vô ích. Nhớ giùm sư cái còn nói nhiều á, thì là mình nói chánh pháp, chứ còn mình chỉ cần mình nói những cái lời có ích thì nó không có gọi là nói nhiều ha. Và quý vị muốn có được đây, có được cái sự yêu mến của người khác á, ha, thì quý vị cần phải thực hành tứ nhiếp pháp. Có nghĩa là dù mình nói ít hay nói nhiều, mà mình có được tứ nhiếp pháp á, thì mình đều có được cái sự yêu mến của người khác. Tứ nhiếp pháp đó là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bố thí, xem coi là mình có bố thí cho người khác hay không, hay mình là người keo kiệt. Đầu việc đầu tiên là phải bố thí. Cái thứ hai là ái ngữ, là khi mình nói chuyện với người khác, mình có xuất phát từ cái lòng từ bi hay không. Mình phải để ý, rồi thậm chí là mình nhớ những cái lời nói của bậc chân nhân đó là gì? Nói đúng sự thật, nói đúng thời điểm, nói có lợi ích, nói bằng từ tâm và nói có sự suy xét. Đó. Mạng hơi yếu. Rồi lợi hành á, tức là khi mà mình làm cái gì đó, mình có làm vì mục đích tốt đẹp cho người khác hay là không. Rồi đồng sự á, là mình xem coi là mình có cùng người ta làm những việc để hướng thượng hay không. Ví dụ như mình giữ giới thì mình cũng giúp cho người ta giữ giới. Mình bố thí thì mình cũng cùng với người ta mình bố thí. Rồi mình làm các cái thiện pháp thì mình cũng cùng với người ta làm các thiện pháp. Các cái ác pháp thì mình không có làm chung, mà các thiện pháp thì mình nỗ lực mình làm chung. Thì khi mà chúng ta có tứ nhiếp pháp như vậy á, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, thì chúng ta sẽ được sự yêu mến của người khác ha. Đó, cho nên là nhớ giúp sư mấy cái đó. Xin mời anh Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Cái điểm chính á, cái điểm chính thì Đại Đức Thành Tuệ nói bốn cái điều ngay trong hiện tại mà mình thiết thực mình làm á, là bốn cái pháp giúp chúng á. Đó là sư hoàn toàn đồng ý, mà cái đó rất thiết thực thưa quý vị. Bốn cái pháp gọi đắc đắc mình gọi đắc nhân tâm đó nha, đắc nhân tâm đúng nghĩa theo lời Phật dạy đó. Còn cái đắc nhân tâm mà cái quyển sách mà của Dale Carnegie mà kiểu của thế gian đó thôi à, chứ không phải là sư đánh đồng à.
Như thấy để nó đa phần là toàn mẹo mẹo vặt không thưa mày, mẹo vặt không. Đó cho nên là mình muốn được bốn pháp đắc nhân tâm mà gọi là theo đúng tinh thần là Phật dạy, mà pháp Đức Phật đã dạy là quý vị hiểu là vượt không gian, vượt thời gian. Ừ. Mình áp dụng quá khứ, hiện tại, vị lai. Nói á, là hạn chế về khẩu nè, đi đến nơi bạn bè tụ họp nè, thì do mới nãy gián đoạn, ngày sư cũng gián đoạn nên sư mới vô lại, cho nên không biết là Đức Hạnh Tuệ trả lời cái vế trước thế nào, nhưng mà ở đây thì sư cũng sư có là nghe, nghe đi nghe lại thì dễ nhớ thêm. Thì vấn đề ở đây quý vị không phải là mình ít nói, mình ít nói không phải là vấn đề mình ít nói nha, nhưng mà mình nói phải đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng, và mình nói với tâm gì nữa. Giống như mình nói ngoài ba cái đúng kia thì phải kết hợp với cái việc mình nói với cái tâm mà có sự bi mẫn, có cái tâm tự trọng, rồi mình nói với tinh thần chánh ngữ thưa vị. Tinh thần chánh ngữ thì quá rõ ràng rồi. Đó, quý vị biết đó, là mình nói là chân chánh, tức là nói chân thật, nói hòa hợp, nói dịu ngọt, nói lợi ích. Lợi ích ở đây mà phải hiểu bản thân mình và lợi ích người ta nha, chứ không phải vì lợi nói cho lợi ích mình thôi đâu. Đó là các chi phần để ngăn người ta, là các chi phần để ngăn trừ tà ngữ. Khi mà nói về cái nói đúng thưa vị, làm sư nhớ đến bài kinh Trung Bộ số 58, bài kinh thật sự rất là hay thưa vị, rất là hay. Mà sư khuyên quý vị nha, nếu quý vị đặt câu hỏi nè, và những quý vị mà xem live á, mình nên đọc qua bài kinh này. Tại sao sư nhấn mạnh bài kinh này? Tại vì trong bài kinh này á, Đức Phật có dạy cho cái hoàng tử Apha Giá đó về cái sáu cái cách mà Như Lai mà khi nói đến á, nói hay là cho lời khuyên đó để đến với một chúng sanh là như vậy. Thì trong sáu cái là như vậy, để vị sư trích cho trong chính kinh như vị một đoạn, như vị hiểu là Đức Phật Đức Tôn thì có nói là loại lời nói nào Như Lai biết là không đúng thực, không chính xác và không ích lợi, và nó cũng không nhã nhặn và gây khó chịu đối với người khác. Đó thì cái mô típ câu hỏi này nè, tức là những cái điều này không có lợi ích đó, thì lời nói như vậy Như Lai không nói ra. Đó là điều thứ nhất. Rồi đây là cái kiểu thứ hai nha. Loại lời nói chính không ích lợi và gây khó chịu đối với người khác, tức là cái mô típ cái câu này nè, là cũng không có lợi ích luôn. Không? Thì lời nói như vậy Như Lai không nói ra. Và vấn đề là cái trường hợp thứ ba là Thế Tôn đã đề cập là loại lời nói nào Như Lai biết đúng thật, chính xác và có ích lợi, nhưng nó không nhã nhặn và gây khó chịu đối với người khác. Đây là cái mô típ gọi là vậy, Như Lai biết thời điểm nào thích hợp để dùng nó. Tức là ở đây là sao? Ở đây là đầu tiên là đúng thật nè, chính xác nè, và có ích lợi cho người đó và bản thân của Thế Tôn đó, nhưng nó nghe nghe gọi là nó nghe nó hơi khó nghe đó, đúng không? Khiến người khác khó nghe đó. Đó nhưng mà cái này nè, nó có ích đó, thì lời nói như vậy thì Thế Tôn đó, cho mình lời khuyên đó, bản thân ngài có nghĩa là ngài nói là ngài chọn thời điểm thích hợp để ngài khuyên đó. Cái thứ ba, cái thứ tư là loại lời nói nào mà Như Lai biết không đúng thực, không chính xác, không ích lợi, nhưng nói nghe nhã nhặn và dễ chịu đối với người khác, nghe là không quết đó. Lời nói như vậy Như Lai không nói ra. Rồi thứ năm là loại lời nói nào Như Lai biết đúng thực, chính xác, nhưng không ích lợi thưa vị, mà nói nghe nhã nhặn dễ chịu đối với người khác. Mà có lẽ đây là trường hợp không ích đó. Thì lời nói như vậy Như Lai không nói ra. Loại lời nói nào như đúng thật, chính ích lợi và gây dễ chịu đối với người khác, nghe là tức nghĩa là có ích đó, thì lời nói đó
cái cách này nè, trong thì mong là cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, mình có đọc qua bài kinh này nè, rồi những cái vị mà có cùng câu hỏi này tương tự như vậy, cái điều thắc mắc tương tự như vậy nè, mình đọc qua bài kinh Trung Bộ số 5. Ngoài cái việc mà sư đây khuyên quý vị bắn đúng tinh thần mà gọi là chánh ngữ, rồi tại có khuyên đó quý vị đó là cái bốn cái pháp đắc nhân tâm, rồi cộng thêm cái tinh thần trong bài kinh Trung Bộ đó, thì suy nghĩ là vấn đề quan trọng là không phải mình ít nói, gọi là khéo nói quý vị, khéo nói chứ không phải ít nói nha. Ngay trong tương lai cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi. Quý vị chờ một tí xíu để xem coi có cải thiện được tình hình hay không. Tình hình mạng nó đang bị giật lắc.